Với cái buổi ngày hôm qua thì chúng ta đã tiến hành là trao đổi một cái nội dung, đó là về các cái hoạt động về kỹ năng để thuyết trình, kỹ năng giảng dạy. Đấy là những kỹ năng mà rất là có ích, bổ ích cho các cái giảng viên huấn luyện về công tác an toàn vệ sinh lao động. Thì bắt đầu từ buổi ngày hôm nay thì bên ban tổ chức lớp học sẽ bắt đầu là trao đổi với cả các anh chị về các cái nội dung mang tính chuyên môn để hỗ trợ cho các anh các chị trong cái việc là triển khai huấn luyện, đưa các cái kiến thức về công tác an toàn vệ sinh lao động vào trong cuộc sống một cách có hiệu quả hơn. Kính thưa các anh các chị, thì trước hết thì tôi xin tự giới thiệu, tôi là Tuấn, đến từ Trung tâm An toàn lao động. Phải nói là đây là một cái tôi rất may mắn được làm việc ở trong một cái đơn vị là Trung tâm An toàn lao động thuộc Viện An toàn vệ sinh lao động, với cái chuyên môn chính đó là các hoạt động về nghiên cứu công tác an toàn lao động. Bên cạnh đó thì trong suốt thời gian vừa qua, với 50 năm gọi là phấn đấu và trưởng thành, thì đơn vị chúng tôi thì cũng đã ngoài bề dày về triển khai các cái hoạt động về nghiên cứu thì cũng đã tiến hành thêm các cái hoạt động về dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Trong đó thì có thể kể đến đó là các cái mảng dịch vụ như là về tổ chức triển khai huấn luyện về công tác an toàn lao động. Thì đơn vị chúng tôi thì cũng là một cái đơn vị mà rất là có uy tín trong cái việc triển khai các cái công tác về huấn luyện an toàn vệ sinh lao động với các cái tập đoàn lớn, các cái tổng công ty, và triển khai trên phạm vi rộng khắp cả 63 tỉnh thành, ví dụ như là tập đoàn Viettel chẳng hạn. Ngoài ra thì có các cái hoạt động về hỗ trợ tư vấn cho các cái doanh nghiệp trong cái việc là thực hiện tuân thủ các yêu cầu pháp luật, thực hiện các cái việc nhận diện đánh giá nguy cơ rủi ro, hoặc là tư vấn thực hiện đánh giá xây dựng các hệ thống quản lý theo ISO 45001. Ngoài ra thì với cái sự phát triển của đơn vị của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua thì đơn vị chúng tôi cũng đã là xây dựng được một cái phòng thử nghiệm để thử nghiệm các cái cơ cấu dụng cụ an toàn, các cái phương tiện bảo vệ cá nhân, và phải nói đây là cái đơn vị cái phòng thử nghiệm là duy nhất ở Việt Nam có đầy đủ các năng lực để triển khai thực hiện các cái hoạt động này, và đã được chứng nhận theo các cái tiêu chuẩn quốc tế như là ISO 7025 và được chứng nhận theo phòng thử nghiệm theo VLAB theo chuẩn. Sở dĩ tôi cũng có giới thiệu qua về các cái hoạt động của đơn vị của chúng tôi như vậy thì để hy vọng là sau cái khóa học này thì chúng ta thực sự là ở đây các đồng chí là cũng là các anh chị cũng là những người làm về công tác này, có những kinh nghiệm, có những bề dày rất là lâu năm trong hoạt động này, thì chúng ta cũng sau cái buổi giảng của chương trình này thì chúng ta sẽ có thể là những đồng nghiệp cùng cộng tác nhau, cùng hỗ trợ nhau trong việc thúc đẩy tốt công tác quản lý về an toàn vệ sinh lao động, và nhằm hạn chế được các cái tai nạn lao động cũng như là bệnh nghề nghiệp, giúp cho doanh nghiệp phát triển một cách bền vững. Kính thưa các anh chị, thì trong cái nội dung chương trình buổi sáng ngày hôm nay thì với sự phân công của ban tổ chức lớp học thì tôi xin phép được trao đổi một số các cái nội dung về mang tính chất cơ bản trong việc công tác quản lý an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp, tại cơ sở, với các cái nội dung cụ thể đó là bao gồm có việc là giới thiệu cho anh các chị về cái hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật về an toàn vệ sinh lao động. Tiếp theo nữa đó là về tổ chức bộ máy về công tác an toàn vệ sinh lao động thực hiện tại cơ sở như thế nào. Và một nội dung nữa đó là việc khai báo, điều tra, thống kê tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Cuối cùng đó là việc chúng ta cùng tìm hiểu những cái yếu tố cơ bản nguy hiểm, gây ra nguy hiểm, các mối nguy hiểm, để từ đó có cái biện pháp phòng ngừa một cách có hiệu quả. Kính thưa các anh các chị, thì với cái điều kiện trao đổi là online cũng như diễn ra trong cái ngày chủ nhật như này, thì đồng thời tôi cũng biết là các anh các chị, các thầy cô ngồi ở đây thì cũng là cơ bản là những người có kinh nghiệm thâm niên trong việc giảng dạy về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, cũng như là những anh chị mà có
kinh nghiệm bề dày trong việc là triển khai thực hiện tại cơ sở. Do đó thì với cái nội dung thì tôi xin phép được trình bày ở đây mang tính khái quát, mang tính khái quát và chỉ dẫn là chính, chỉ dẫn là chính để cho chúng ta là đã đỡ mất thời gian, và từ đó thì tôi cũng xin phép là chúng ta cái chương trình thứ nhất, nội dung chương trình là chúng ta học luôn một lèo có được không ạ, và không nghỉ và cố gắng là kết thúc sớm nhất có dự kiến là chắc là tầm khoảng 10:30 11 giờ gì đấy có được không ạ. Sau đây thì tôi xin phép được đưa vào phần đầu tiên của buổi trao đổi ngày hôm nay. Đó là cái phần về hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn vệ sinh lao động. Đối với cả như chúng ta đã biết thì hiện nay đối với cả công tác về tiêu chuẩn, quy chuẩn được thực hiện theo luật tiêu chuẩn, quy chuẩn ban hành năm 2006 quy định rất chi tiết về các cái việc là cách thức xây dựng tiêu chuẩn, cách thức về quy chuẩn, và nó có những cái quy định khác để chúng ta có thể thấy rõ là trong các hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn này, nó Việt Nam chúng ta đang quá trình mà hội nhập quốc tế thì nó phải được tuân thủ, thực hiện theo các cái quy định của hội nhập quốc tế. Với việc mà xây dựng các cái tiêu chuẩn, quy chuẩn này thì nó nằm ở trong một cái gọi là cùng chung, một hệ thống của các cái văn bản pháp luật của chúng ta. Như chúng ta đã biết thì đối với cả hệ thống khung văn bản tiêu chuẩn của quốc ta Việt Nam thì sẽ bao gồm có các cái loại, ví dụ như đầu tiên chúng ta phải kể đến là hiến pháp, dưới đó là các cái luật, luật liên quan đến với công tác an toàn vệ sinh lao động này thì chúng ta có thể kể đến đó là các cái luật về an toàn vệ sinh lao động, luật lao động, hoặc là luật bảo vệ môi trường, luật phòng cháy chữa cháy, vân vân. Dưới các cái luật thì chính phủ đã ban hành các nghị định và các bộ ban ngành thì ban hành các thông tư để hướng dẫn chi tiết thực hiện các cái điều luật này để đưa vào cuộc sống một cách nó có hiệu quả hơn và rõ ràng hơn. Dưới các cái quy định về luật, thông tư, nghị định, đó là các cái việc là thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn. Với các cái hoạt động về luật và thông tư, nghị định thì cái buổi trao đổi này thì tôi không đề cập, mà anh Thơ sẽ đề cập với cả các anh chị trong nội dung các buổi sau. Với các ở đây tôi chỉ xin gọi là đưa vào các cái nội dung về thực hiện các cái tiêu chuẩn, quy chuẩn để trình bày với các chị. Với khái quát của cái công tác an toàn vệ sinh lao động thì chúng ta có thể thấy rõ là các cái văn bản tiêu chuẩn, văn bản quy định về công tác thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động thì sẽ bao gồm đầy đủ bốn cái nội dung chính như trên hình. Thứ nhất, đó là về tổ chức công tác an toàn vệ sinh lao động, bộ máy, phân định trách nhiệm. Tiếp theo đó là về hoạt động về thực hiện các chế độ chính sách. Tiếp theo đó là các cái hoạt động về mang tính thuần túy về mặt kỹ thuật, bao gồm việc là thực hiện các cái tiêu chuẩn, quy chuẩn, xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, cũng như là hoạt động về kiểm định kỹ thuật an toàn, kiểm soát các mối nguy trong các hoạt động sản xuất để từ đó đưa ra các biện pháp về mặt kỹ thuật cũng như tổ chức để hạn chế phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Cuối cùng đó là về cái thống kê báo cáo. Với buổi ngày hôm nay thì tôi xin phép được trình bày các nội dung cụ thể bao gồm có việc là tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động. Tiếp theo nữa là những khái quát về cái việc thực hiện về các chế độ chính sách, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, và một cái nội dung đó là về khái quát về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn. Ở đây về hoạt động kiểm định thì tôi chỉ trao đổi với các chị một số những cái cơ bản nhất, còn cụ thể thì sẽ là do anh Mậu, Chánh Thanh Tra của Hà Nội sẽ trình bày chi tiết hơn với các anh các chị trong cái việc là thực hiện các hoạt động về kiểm định kỹ thuật đối với cả các cái máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt trong hoạt động sản xuất. Với phần về tiêu chuẩn và quy chuẩn thì chúng ta có thể thấy rõ là ở Việt Nam thì sau khi ban hành cái luật tiêu chuẩn quy chuẩn thì chúng ta có thể thấy trước đây thì chúng ta vẫn hay gọi đó là tiêu chuẩn Việt Nam, nhưng đến tại thời điểm này thì
tất cả được quy định cái chữ VN ấy, thì nó sẽ thành là tiêu chuẩn là quốc gia cụ thể, như là đối với cả hoạt động về tiêu chuẩn chẳng hạn thì chúng ta ghi chữ TCVN thì tức là chúng ta sẽ hiểu và đọc nó là tiêu chuẩn quốc gia. QCVN đó là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Đối với hoạt động về tiêu chuẩn thì được ban hành bởi hai hệ thống ký hiệu, đó là hệ thống về TCVN tức là tiêu chuẩn quốc gia và TCCS là tiêu chuẩn cơ sở. Đối với hoạt động về tiêu chuẩn thì các hoạt động tiêu chuẩn này đó là các quy định về các đặc tính kỹ thuật và sử dụng để làm phân loại và đánh giá các cái hoạt động về chất lượng vân vân. Thì đối với cả các cái hoạt động về quy chuẩn tiêu chuẩn, nó là những cái yêu cầu mà mang tính tự nguyện, tự nguyện để khuyến khích các cái doanh nghiệp hay là các cơ sở áp dụng thực hiện để từ đó làm sao chúng ta nâng cao thương hiệu của hoạt động. Ví dụ như chúng ta thấy là chúng ta áp dụng các cái tiêu chuẩn về ISO 9001 chẳng hạn, hay gần đây nhất là việc là khuyến khích việc thực hiện là tiêu chuẩn về quản lý an toàn vệ sinh lao động đấy, là theo tiêu chuẩn ISO 45001 đấy ạ. Còn đối với ở Việt Nam thì cái tiêu chuẩn quốc gia này thì sẽ được là do các cái tổ chức cơ quan nhà nước xây dựng và ban hành, bao gồm là do Bộ Khoa học Công nghệ ban hành, và các cái đơn vị sự nghiệp, đơn vị cơ quan tổ chức, cơ quan bộ sẽ tiến hành là nghiên cứu và xây dựng các bản dự thảo, từ đó để đề xuất đưa lên trên Bộ Khoa Công nghệ thẩm định. Dưới đấy là tiêu chuẩn quốc gia, còn đối với tiêu chuẩn cơ sở thì do các doanh nghiệp hay là các tổ chức kinh tế để có thể dựa trên cái việc là trên các tiêu chuẩn đã có sẵn để từ đó chúng ta xây dựng và được thực hiện theo các quy định của cái thông tư 21 năm 2007 của Bộ Khoa Công nghệ. Đối với cả lĩnh vực về an toàn lao động thì cái việc xây dựng các cái tiêu chuẩn Việt Nam này được thực hiện và được hướng dẫn rất chi tiết ở trong cái điều gọi là điều 40 của Nghị định 39 năm 2016 quy định rõ về trách nhiệm và quyền hạn của các cái cơ quan để xây dựng các cái tiêu chuẩn này. Đối với cả quy chuẩn Việt Nam thì chúng ta có thể thấy đó là việc là quy chuẩn là những cái quy định mà bắt buộc phải thực hiện, quy định là bắt buộc phải thực hiện tuân thủ. Trong đó có các cái quy định chủ yếu là các vấn đề về an toàn, về môi trường, vân vân. Các cái quy định về bắt buộc này thực hiện này thì đối với cả lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động thì chúng ta có thể kể đến là được thực hiện quy định rất chi tiết ở trong cái điều 39 của Nghị định 39 ạ, quy định trách nhiệm của cái này nó có nhìn thấy không nhỉ? Chắc nhìn thấy. Không, nếu mà em làm cái quốc thì không sao. Xin phép anh chị tắt mic giúp ạ. Vâng. Tôi nói tiếp ạ. Đối với cả quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì ở đây ở trong điều 39 của Nghị định 39 có quy định rất chi tiết về các cái bộ ban ngành, trách nhiệm của bộ ban ngành trong việc xây dựng các cái quy chuẩn quốc gia này. Ví dụ như là Bộ Y tế thì được chịu trách nhiệm về việc là xây dựng các cái quy chuẩn liên quan đến các yếu tố vệ sinh lao động trong môi trường lao động, thì trừ các yếu tố về phóng xạ, bức xạ thì cái nội dung về phóng xạ, bức xạ này thì lại được phân cho là bên Bộ Khoa Công nghệ để xây các quy, hoặc là bên Bộ Y tế có trách nhiệm về việc xây dựng các cái quy chuẩn về an toàn lao động đối với cả các trang thiết bị y tế có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Tuy nhiên một cái điểm khác đối với cả quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động này thì được phân định đó là các cái trách nhiệm về mặt chuyên môn là do Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Bộ Y tế thẩm định các yêu cầu về mặt chuyên môn. Do đó khi các cái bộ ban ngành, giả dụ như Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn hay Bộ Giao thông Vận tải v.v. xây dựng các quy chuẩn về kỹ thuật quốc gia có liên quan về công tác an toàn vệ sinh lao động này thì trước khi gọi là ban hành thì trình tự phải tiến hành là lấy ý kiến của Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Bộ Y tế, sau đó mới được trình lên trên Bộ Khoa học Công nghệ để xem xét và thẩm định. Sau khi có các ý kiến này thì các bộ ban ngành mới có các bộ
gọi là chuyên ngành đấy, giả dụ như là Bộ Y tế hay Bộ Giao thông Vận tải mới được có ban hành ra quyết định ban hành về quy chuẩn liên quan. Ở trên hình thì chúng ta có thể thấy rõ được là các cái một số các cái tiêu chuẩn cơ bản trong các hoạt động về liên quan đến công tác an toàn vệ sinh lao động. Thì hiện nay với cái công tác an toàn vệ sinh lao động thì tiêu chuẩn liên quan đến rất là nhiều. Tính ra tôi tính gọi là đếm sơ sơ nó rơi vào tầm khoảng trên 100 tiêu chuẩn. Và chúng ta có thể nhìn thấy khi các cái tiêu chuẩn này, các cái bìa chúng ta có thể nhìn thấy nó có cái ghi chữ TCVN tiêu chuẩn quốc gia và mã số ký hiệu vân vân và tên cụ thể năm ban hành. Còn đối với cả quy chuẩn thì mang tính bắt buộc nhiều hơn và nó thực hiện ở trong cái biểu mẫu tờ bìa, các anh có thể nhìn thấy nó mang có quốc quy, đúng không ạ? Quy chuẩn là có liên quan đến của Việt Nam, đúng không ạ? Của quốc gia, tiêu chuẩn là của quốc gia. Đối với cả một số các hoạt động thì chúng ta có thể thấy tuy là tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia mang tính là khuyến khích áp dụng. Tuy nhiên trong những trường hợp cụ thể, trong những điều kiện cụ thể, ví dụ như được quy định ở trong điều khoản của quy chuẩn chẳng hạn, hay là được quy định ở trong các cái văn bản pháp luật, thì tiêu chuẩn sẽ trở thành là những quy định về bắt buộc. Do đó thì chúng ta làm về công tác an toàn vệ sinh lao động thì chúng ta phải chú ý đến những cái nội dung như vậy, để từ đó chúng ta sẽ triển khai một cách có hiệu quả hơn, chuẩn mực hơn trong cái công tác bảo vệ an toàn vệ sinh lao động này. Một nội dung tiếp theo tôi xin phép được trình bày đó là về mặt tổ chức bộ máy về công tác an toàn vệ sinh lao động và các cái nguyên tắc thực hiện an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở, tức là các cái doanh nghiệp hoặc là cơ sở sản xuất vân vân. Thì với các hoạt động thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp thì chủ yếu bao gồm có 7 nội dung như trên. Thứ nhất là về mặt tổ chức bộ máy, phân định trách nhiệm một cách rõ ràng. Tiếp theo đó là việc xây dựng cái kế hoạch về công tác an toàn vệ sinh lao động, thực hiện các chế độ chính sách, thực hiện các cái hoạt động về thông tin tuyên truyền, huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động, các cái hoạt động về kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động như lúc ấy tôi đã trình bày, về các cái hoạt động về máy thiết bị vân vân. Tiếp theo nữa là các hoạt động về kiểm tra giám sát về an toàn vệ sinh lao động và xử phạt, cũng như là về nội dung về sơ kết, thống kê, tổng kết, báo cáo vân vân. Đối với cả hoạt động về phân định trách nhiệm thì chúng ta sẽ là giảng viên về thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động này, thì chúng ta sẽ phải lựa chọn về đối tượng của chúng ta là tổ chức, là huấn luyện, là đối tượng là ai, đúng không ạ? Để từ đó chúng ta sẽ dựa theo chương trình khung để chúng ta sẽ trao đổi đối với cả học viên. Ví dụ như là trong cái quy định về tổ chức công tác huấn luyện thì chúng ta được quy định thành 6 nhóm đối tượng huấn luyện, đúng không ạ? Thế thì việc huấn luyện cho người sử dụng lao động sẽ khác, huấn luyện cho người làm công tác có yêu cầu nghiêm ngặt sẽ khác, người làm về công tác an toàn vệ sinh viên sẽ khác, đúng không ạ? Thế thì từ đó thì chúng ta sẽ lựa chọn cái cách Recording in progress. Lựa chọn cách thức để trình bày như thế nào cho nó phù hợp. Về cơ bản thì các cái hoạt động về phân định trách nhiệm thì chúng ta sẽ phải cố gắng sẽ trao đổi về quyền hạn, nghĩa vụ của người sử dụng lao động, tối thiểu là cũng phải là của người sử dụng lao động, của người lao động, để từ đó cho các đối tượng người học của chúng ta sẽ biết được là trách nhiệm rõ ràng của các công việc đấy là thuộc về ai, để từ đó cho người lao động hoặc là người sử dụng lao động biết vận dụng làm sao để cho công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp một cách có hiệu quả. Thì ở đây chúng ta có thể thấy rõ là đối với cả nghĩa vụ của người sử dụng lao động được quy định là 7 điều, đúng không ạ? Chi tiết thì tôi cũng xin phép là tôi không trình bày, tại vì ở đây là đều là các anh chị cũng như là các thầy cô đã có những thâm niên kinh nghiệm về giảng dạy rất là lâu năm rồi. Thì các nội dung trình bày về cụ thể thì chắc là các anh chị có khi còn nắm vững hơn tôi rất là nhiều. Đối với cả nghĩa vụ ở đây thì có 7 nghĩa vụ và cái 7 nghĩa vụ quyền của người sử dụng lao động thì chúng ta sẽ nhấn mạnh gồm có 3 cái quyền.
bốn cái quyền được thực hiện theo cái điều 7 của luật an toàn vệ sinh lao động của người lao động, thì chúng ta thực hiện có là ba cái nghĩa vụ về cơ bản. Đó là cái việc là nghĩa vụ là phải thực hiện đầy đủ tất cả các quy định của người sử dụng lao động về tuân thủ các yêu cầu về nội quy, quy định ở trong doanh nghiệp vân vân. Đối với cả quyền của người lao động thì sẽ có 6 cái quyền, trong đó thì khi mà chúng ta trang bị và hướng dẫn cho anh em người lao động một cách rõ ràng thì họ sẽ nhận thức được các vị, tức là các cái quyền trách nhiệm, để từ đó họ có cái ý thức bảo vệ cho họ rồi trong cái công tác đảm bảo về vấn đề về an toàn lao động. Ngoài ra thì còn có các cái quyền khác, quyền về nghĩa vụ đối với từng cái bộ phận khác, thì tôi xin đưa phép các anh có thể tìm hiểu thêm ở trong các quy định của pháp luật. Về mặt tổ chức bộ máy của công tác an toàn vệ sinh lao động thì hiện nay đối với cả việc tổ chức bộ máy của công tác an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp thì chúng ta có thể thấy chủ yếu bao gồm đó là việc là hội đồng an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở. Hội đồng an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở được quy định ở cái điều 75 của luật an toàn vệ sinh lao động. Tiếp theo nữa là bộ phận làm việc về công tác an toàn vệ sinh lao động được quy định rất chi tiết ở điều 72 và 73 của luật an toàn vệ sinh lao động. 72 thì là tức là cán bộ làm về công tác công tác an toàn vệ sinh lao động, và 73 là quy định về gọi là cán bộ về y tế cơ quan, y tế cơ sở. Và một cái nội dung nữa ở trong cái hoạt động là trong cái hệ thống gọi là làm về công tác trực tiếp làm về công tác an toàn vệ sinh lao động này thì liên quan đó là cái mạng lưới an toàn vệ sinh viên, mạng lưới về an toàn vệ sinh viên được quy định rất chi tiết ở trong cái điều 74 luật an toàn vệ sinh lao động. Thì tất cả các cái yêu cầu mà của cái bộ máy làm công tác an toàn vệ sinh lao động này thì đều phải có quyết định thành lập, đều phải có các quyết định thành lập và do người sử dụng lao động ban ra quyết định thành lập. Trong các cái quyết định thành lập đấy thì sẽ phải có thêm các cái yêu cầu về các cái hoạt động về phân định trách nhiệm vân vân, có thể là ở ngay trong các quyết định hoặc là những cái điều khoản gọi là một cái văn bản khác. Đối với cả cụ thể đối với việc tổ chức bộ máy thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động thì chúng ta có thể thấy là hoạt động về này thì được thực hiện rất là quy định về trong được thực hiện rất là rõ, được quy định về trách nhiệm quyền hạn được thực hiện ở trong luật an toàn vệ sinh lao động, cũng như là về cơ cấu tổ chức thì được quy định rất là rõ trong cái điều 36 của nghị định 39 năm 2016 quy định về việc là trình độ của các cán bộ chuyên trách làm công tác an toàn vệ sinh lao động như thế nào, đúng không ạ? Và phụ thuộc vào cái loại hình doanh nghiệp của chúng ta, loại hình doanh nghiệp như thế nào, ví dụ như ở các loại hình mà doanh nghiệp mà có nguy cơ cao gây ra tai nạn lao động chẳng hạn và bệnh nghề nghiệp vân vân, thì sẽ có cái số lượng cán bộ làm an toàn vệ sinh lao động ở mức tối thiểu là khác nhau. Ví dụ như là ở trong cái quy định ở điều 36 ở nghị định 39 thì có quy định về việc là các cái danh mục ngành nghề này, ví dụ như trong ngành khai khoáng chẳng hạn, ở đây các anh chị có thể thấy là khai khoáng, sản xuất than cốc vân vân, thì nếu như là mà có ở doanh nghiệp mà có nhỏ hơn là 50 người thì bắt buộc phải tổ chức là một cán bộ bán chuyên trách, đúng không ạ? Và từ 50 cho đến nhỏ hơn 300 người thì phải có một cán bộ là làm chuyên trách vân vân. Còn đối với cả các cái doanh nghiệp mà nó không nằm ở trong cái danh mục có nguy cơ cao thì cái số lượng cán bộ làm về công tác an toàn vệ sinh lao động này có thể là sẽ là giảm đi. Và đối với cả cái cán bộ làm về công tác an toàn vệ sinh lao động này thì cũng có một cái quy định về cái việc là trình độ nhất định. Ở đây thì chúng ta khi chúng ta giảng dạy đối với cả các anh em làm ở nhóm 2 đấy, cụ thể nhóm 2 người làm về công tác an toàn vệ sinh lao động thì chúng ta cũng trao đổi với họ thêm. Tại vì bản thân trong quá trình mà làm việc của chúng tôi đi cơ sở cũng như là đi tư vấn cơ sở thì rất nhiều doanh nghiệp của chúng ta là làm sao ạ? Không nắm được cái điều này. Và phân công cán bộ làm về chuyên trách, bán chuyên trách là không đúng các quy định.
không đúng quy định. Ở đây người ta có quy định đối với cả về gọi là trình độ là phải là làm sao ạ? Tốt nghiệp khối kỹ thuật, vân vân. Và phụ thuộc vào trình độ là đại học hay là cao đẳng hay là trung cấp theo thâm niên công tác. Tôi lấy ví dụ như cán bộ chuyên trách chẳng hạn, thì trình độ là đại học mà tốt nghiệp khối kỹ thuật thì phải là một năm công, gọi là một năm có kinh nghiệm công tác trong nghề thì mới được là làm cán bộ gọi là chuyên trách. Thế còn nếu mà là bán chuyên trách thì trình độ đại học thì chúng ta và kỹ thuật, trình độ tốt nghiệp khối kỹ thuật thì có thể làm được luôn. Nhưng cao đẳng mà là bán chuyên trách thì phải là một năm, phải một năm có kinh nghiệm thâm niên trong cái ngành đấy thì chúng ta mới được là cử làm cán bộ gọi là bán chuyên trách. Thì trong quá trình giảng dạy thì tôi hy vọng là các anh các chị cũng có thể là trao đổi rõ với cả doanh nghiệp để cho doanh nghiệp nắm được những cái nội dung như vậy để từ đó bố trí người làm về công tác an toàn vệ sinh lao động cho nó phù hợp đúng các quy định, tối thiểu là các quy định của mặt pháp luật. Tiếp theo nữa là về bộ máy tổ chức, về bộ phận y tế cơ sở thì cũng như như vậy. Ở đây thì đối với cả bộ máy thực hiện này thì nó được quy định rất là chi tiết ở trong cái điều 37 của Nghị định 39 năm 2016 quy định rõ về việc là số cán bộ tối thiểu trong đơn vị cũng như là cái số lao động trong từng cái ngành nghề cụ thể. Ở trong này cũng có quy định là loại doanh nghiệp có nhiều mối nguy hiểm có hại thì chúng ta sẽ có các cái số lượng cán bộ làm y tế cơ sở sẽ được tăng lên, vân vân. Thì các anh các chị cũng có thể là trong quá trình giảng dạy cũng trao đổi rất là rõ đối với cả doanh nghiệp để từ đó họ bố trí người cho nó phù hợp. Một nội dung tiếp theo trong cái bộ máy làm về công tác an toàn vệ sinh lao động thì nó đó chính là hội đồng về an toàn vệ sinh lao động. Hội đồng về an toàn vệ sinh lao động thì ở đây với cái trách nhiệm và quyền hạn được quy định rất rõ chi tiết ở trong điều 75 của luật an toàn vệ sinh lao động. Nó quy định về các trách nhiệm, ví dụ như cụ thể như là về việc tư vấn, phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động. Hàng năm về tổ chức cái việc đối thoại về thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, cũng như là về tổ chức kiểm tra hoặc là yêu cầu với người sử dụng lao động thực hiện các biện pháp nhằm khắc phục hoặc các cái nguy cơ dẫn đến tai nạn, vân vân. Thì đối với hội đồng an toàn vệ sinh lao động này cũng được quy định là cách thức tổ chức. Đối với cả những cái ngành nghề mà gọi là có nguy cơ cao thì từ 300 lao động trở lên thì sẽ phải tổ chức là thành lập hội đồng an toàn vệ sinh lao động. Còn các cái nghề khác không có nguy cơ cao thì sẽ từ 1.000 lao động trở lên thì sẽ phải tổ chức hội đồng an toàn vệ sinh lao động. Ngoài ra thì hội đồng an toàn vệ sinh lao động này sẽ phải được là tổ chức thành lập đối với cả ở trong các cái đơn vị như là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thì sẽ phải tiến hành. Và hội đồng an toàn vệ sinh lao động này thì sẽ gồm có các cái thành phần như trên, các anh các chị có thể nhìn thấy. Đầu tiên sẽ phải kể đến là người sử dụng lao động, là ông chủ tịch hội đồng, đúng không ạ? Tiếp theo là đại diện của công đoàn, ban chấp hành công đoàn cơ sở, vân vân, là đại diện làm phó chủ tịch hội đồng. Và người làm công tác an toàn vệ sinh lao động sẽ là ủy viên thường trực và thư ký, và người làm y tế cũng như các thành viên khác. Thì trong quá trình thực tế, đơn vị chúng tôi đi làm tư vấn ở các doanh nghiệp thì cũng rất là nhiều cái trường hợp đã xảy ra cái việc là hội đồng an toàn vệ sinh lao động này được thành lập một cách gọi là cho có hình thức. Ở đây, giả dụ như là đại diện về người sử dụng lao động, các ông ấy lại đưa ra những cái người không gọi là chủ tịch hội đồng không phải là người đại diện người sử dụng lao động chẳng hạn, vân vân. Người làm về công tác an toàn vệ sinh lao động cũng chỉ là người gọi là trong ủy viên thông thường, vân vân. Thì cái hoạt động này của hội đồng an toàn vệ sinh lao động nó sẽ không có cái tính hiệu quả nữa và nó chỉ mang tính chống đối. Thì do đó thì các anh các chị trong quá trình giảng dạy thì cũng nên hướng dẫn cho doanh nghiệp thực hiện các cái yêu cầu, tuân thủ theo các yêu cầu của pháp luật một cách nó bài bản. Tiếp theo nữa, trong cái công tác về quản lý về tổ chức của tổ chức bộ máy an toàn vệ sinh lao động thì một cái thành phần mà tôi được đánh giá là rất là cao trong cái bộ máy tổ chức này đó là cái mạng lưới về an toàn vệ sinh viên.
Cái mạng lưới an toàn vệ sinh viên này thì cũng nói thật là cũng tùy từng đơn vị. Có những đơn vị chỉ thành lập lên để gọi là cho có, còn có những đơn vị thì cái mạng lưới an toàn vệ sinh viên này phát huy một cách hiệu quả, rất rất có hiệu quả trong các hoạt động ngăn ngừa các cái tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp ngay từ gốc, từ nguồn tại cái từng vị trí làm việc. Thì mạng lưới an toàn vệ sinh viên này thì chúng ta có thể thấy được quy định rất chi tiết ở trong cái điều 74 của luật an toàn vệ sinh lao động. Nó cũng quy định là tại mỗi tổ sản xuất, tại mỗi tổ sản xuất phải ít nhất bố trí một người làm về an toàn vệ sinh viên kiêm nhiệm trong giờ làm việc, các anh ạ, các anh chị kiêm nhiệm trong giờ làm việc. Và cái mạng lưới an toàn vệ sinh viên này thì sẽ được do người sử dụng lao động gọi là ra quyết định thành lập, ra quyết định thành lập trên cơ sở là trên cơ sở ban hành thêm cái nó gọi là cái gọi là quy chế hoạt động của cái mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Mạng lưới an toàn vệ sinh viên này bản chất là do của người đại diện, do ban chấp hành công đoàn cơ sở sẽ là quản lý, điều hành, vận hành cái mạng lưới an toàn vệ sinh viên này. Và mạng lưới an toàn vệ sinh viên này sẽ được dành thời gian, người làm công tác an toàn vệ sinh viên này sẽ được dành thời gian thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại vị trí làm việc, đồng thời được hỗ trợ về mặt gọi là phụ cấp, để hỗ trợ mặt phụ cấp. Thì trước đây thì chúng ta có thể thấy ở trong các thông tư, các quy định cũ thì cái việc hỗ trợ trợ cấp đối với mạng lưới an toàn vệ sinh viên là được quy định bằng trợ cấp của mức tổ trưởng. Nhưng đến khi luật an toàn vệ sinh lao động thì cái mức trợ cấp này đã được thay đổi và không quy định rõ là mức bao nhiêu. Nó phụ thuộc vào là từ bối cảnh doanh nghiệp. Doanh nghiệp đấy có đề cao về gọi là vai trò của mạng lưới an toàn vệ sinh viên hay không. Ở đấy có nhiều mối nguy nguy cơ về tai nạn lao động hoặc là vệ sinh gọi là bệnh nghề nghiệp hay không. Thì từ đó người sử dụng lao động và ban chấp hành công đoàn sẽ gọi là chi tiết ở trong các cái quy định, ở trong cái quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Có thể là hỗ trợ 100.000 hoặc là 1 triệu hay vân vân. Tôi đã từng chứng kiến có những cái đơn vị mà mạng lưới an toàn vệ sinh viên này được hỗ trợ với mức kinh phí là đến tầm 1 triệu, 1 triệu rưỡi. Và tại những cái vị trí đấy, những cái mạng lưới an toàn vệ sinh viên đấy phát huy vai trò rất là cao, rất rất là cao trong cái hoạt động này và đã hạn chế ngăn ngừa được các nguy cơ rủi ro. Trong cái công tác về quản lý an toàn vệ sinh lao động này thì tí nữa tôi cũng sẽ trình bày có một cái nội dung đó là về cái việc nhận diện đánh giá nguy cơ rủi ro. Thế thì cái việc nhận diện đánh giá nguy cơ rủi ro này thì cái mạng lưới an toàn vệ sinh viên là cánh tay cũng như là đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc nhận diện một cách chính xác. Tại vì bản thân chỉ có những cái người lao động trực tiếp làm việc tại từng vị trí thì mới nhận biết được một cách rõ ràng nhất các cái mối nguy có thể xảy ra, để từ đó đưa ra được các biện pháp để mà giảm thiểu, ngăn ngừa được các cái tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Tiếp theo, ở một nội dung tôi xin phép được trình bày đó là việc xây dựng kế hoạch về an toàn vệ sinh lao động. Đây là một cái nội dung mà rất là quan trọng trong việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở, được thực hiện theo quy định của điều 76 luật an toàn vệ sinh lao động. Thì các anh các chị có thể đọc ở trong đấy có quy định rất là rõ về việc là trách nhiệm thực hiện cũng như là các yêu cầu về việc là thực hiện công tác an toàn vệ sinh, xây dựng lập kế hoạch an toàn vệ sinh lao động hàng năm. Một cái nội dung mà ở đây trong quá trình mà các anh chị đi giảng dạy thì chú ý thêm một cái nội dung, đó là việc khi chúng ta xây dựng các kế hoạch về công tác an toàn vệ sinh lao động này thì nhiều đơn vị là tiến hành là cũng có xây dựng nhưng xây dựng một cách gọi là hời hợt để có mang tính chống đối. Thế thì việc mà chúng ta sẽ giảng dạy, chúng ta sẽ hướng dẫn cho họ, cho doanh nghiệp về việc xây dựng cái kế hoạch thực hiện cái công tác an toàn vệ sinh lao động như thế nào để cho đạt hiệu quả. Với một cái kế hoạch thực hiện cái công tác an toàn vệ sinh lao động hiệu quả thì chúng ta sẽ phải được thực hiện bằng thông qua các trình tự
thực hiện các bước. Ví dụ như đầu tiên chúng ta sẽ phải tiến hành nhận diện các mối nguy, đánh giá được các rủi ro và từ đó xây dựng được các biện pháp phòng ngừa, và từ đó sẽ được là các biện pháp phòng ngừa lựa chọn các cái biện pháp tối ưu, các cái thứ tự thực hiện để đảm bảo nguồn lực thực hiện các cái kế hoạch một cách có hiệu quả nhất, để từ đó đưa ra các cái giải pháp khả thi. Với các kế hoạch về thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động thì sẽ bao gồm có 5 nội dung. Toàn bộ cái bản xây dựng kế hoạch chúng ta cũng sẽ phải thể hiện được đầy đủ 5 nội dung như trên. Thứ nhất đó là cái biện pháp về kỹ thuật an toàn và phòng chống cháy nổ. Thứ hai nữa là biện pháp về kỹ thuật vệ sinh. Thứ ba đó là về trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân. Thứ tư đó là tuyên truyền huấn luyện, các công tác tuyên truyền huấn luyện. Thứ năm đó là công tác về chăm sóc sức khỏe người lao động để thực hiện. Toàn bộ các cái kế hoạch này thì phải được trình bày bao gồm có đầy đủ các nội dung. Thứ hai nữa là thời gian, tiến độ thực hiện, kinh phí thực hiện, vân vân. Và một điều rất quan trọng ở đây đó là cái việc mà có sự tham vấn của ban chấp hành công đoàn cơ sở. Các anh các chị nếu như đã từng kiểm tra các cái kế hoạch về công tác an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp thì có thể thấy nhiều khi chỉ có một bên là làm sao ạ? Ông người lập, đúng không ạ? Người lập và một người nữa là phê duyệt, là người sử dụng lao động, ông giám đốc chẳng hạn. Có khi lại còn có thêm là giả dụ như là ông ban tài chính để xác định là tôi ghi nhận được cái đấy. Nhưng tuy nhiên một trong một cái yêu cầu đối với cả thực hiện cái kế hoạch này đó là cái việc là thẩm định và có ý kiến của ban chấp hành công đoàn cơ sở. Do đó thì trong cái bản kế hoạch về công tác an toàn vệ sinh lao động này thì phải có ý kiến và có chữ ký của người ban chấp hành công đoàn cơ sở đấy. Và do đó cái kế hoạch này sẽ phải tối thiểu là phải có 2 cái chữ ký của 2 ông đấy để chúng ta đảm bảo tuân thủ theo luật. Phần tiếp theo tôi xin phép được trình bày về việc thực hiện chế độ chính sách về công tác an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp. Cái nội dung này thì nó sẽ rất là rộng và bao gồm rất là nhiều nội dung. Ví dụ như là chúng ta sẽ phải xem xét việc là thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của đơn vị, trang cấp các phương tiện bảo vệ cá nhân một cách phù hợp, đảm bảo về tiêu chuẩn hay không, tuân thủ các yêu cầu pháp luật hay không, các cái chế độ về bồi dưỡng hiện vật và bồi thường trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp như thế nào, cũng như là các cái nghề công việc nặng nhọc độc hại tuân thủ theo các yêu cầu pháp luật như thế nào, và các cái hoạt động về chăm sóc sức khỏe người lao động như thế nào. Thì các cái nội dung này được quy định rất là chi tiết ở trong cái điều từ điều 21 đến điều 27 của luật an toàn vệ sinh lao động, đối với cả luật an toàn lao động. Sau đây tôi xin phép được chỉ các anh chị có thể đọc ở trên thêm trong các tài liệu, và tôi chỉ đưa vào một số các cái quy định cụ thể về việc ví dụ như là cái quy định về bồi thường trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp. Ở đây thì đối với cả cái việc mà trợ cấp bồi thường tai nạn lao động về bệnh nghề nghiệp thì được thực hiện rất là chi tiết, được thực hiện quy định trong các cái điều 38, 39 của luật an toàn vệ sinh lao động, và quy định về cái việc mà người lao động được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp được quy định rất chi tiết ở điều 41 cho điều 62 của luật an toàn vệ sinh lao động, thì các anh có thể tham khảo thêm. Cụ thể thì đối với cả những cái trường hợp giả dụ như là sau quá trình điều tra tai nạn lao động vân vân thì sẽ xác định được là nguyên nhân như thế nào, để từ đó đưa ra là lỗi tại ai, để từ đó xác định được là hình thức là bồi thường hay là trợ cấp tai nạn lao động, và qua đó thì sẽ làm các cái thủ tục để gọi là hỗ trợ và bồi thường trợ cấp cho người lao động một cách gọi là đúng theo luật, theo quy định. Thì trong các hoạt động về thực hiện các chế độ này thì chúng ta có cần trình bày thêm một số các nội dung về các cái hành vi nghiêm cấm trong các cái hoạt động về thực hiện các chế độ chính sách. Ví dụ như là trốn, chậm đóng, chiếm dụng bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, thì ở đây hiện nay là cái bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp này thì chúng ta hiện nay đang là đóng ở các cái mức là trước thì đóng là mức 1%, bây giờ đã giảm xuống từ
0,3 đến 0,5% tùy theo các loại hình doanh nghiệp. Tiếp theo nữa là các cái vấn đề về gian lận, giả mạo hồ sơ trong việc thực hiện các cái bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Cái nội dung này cũng là rất là có những tính chất phổ biến, cụ thể là trong quá trình giả dụ như đáng ra không được tai nạn chẳng hạn thì lập thành hồ sơ để tai nạn để được hưởng và chi trả. Tiếp theo nữa là cái việc là truy cập khai báo cơ sở dữ liệu về các cái bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp một cách rõ ràng. Tiếp nữa là một cái nội dung mà trong quá trình mà giảng dạy thì các anh có thể chú ý thêm cái việc bổ sung thêm cái giới thiệu cho doanh nghiệp các cái trường hợp mà người lao động không được hưởng chế độ khi mà người sử dụng lao động bị tai nạn, khi người lao động bị tai nạn, ví dụ như là do các cái điều kiện về do mâu thuẫn, do hoặc là do tự ý gọi là người lao động tự ý hủy hoại sức khỏe, tức là tự tử đấy, vân vân, tự tử, hoặc là sử dụng ma túy, chất gây nghiện trong quá trình làm việc và dẫn đến bị tai nạn thì cũng là không được hưởng các cái chế độ tai nạn lao động. Vâng. Phần tiếp theo tôi xin phép được trao đổi nhanh với cả các anh chị về cái việc là những nội dung về thông tin tuyên truyền huấn luyện về công tác an toàn vệ sinh lao động. Ở đây về công tác thông tin tuyên truyền về công tác an toàn vệ sinh lao động được quy định rất là chi tiết. Ví dụ như là về thông tin công tác an toàn vệ sinh lao động được thực hiện ở điều 13 của luật an toàn vệ sinh lao động. Thì ở đây nội dung này có được quy định rất là rõ chi tiết được về việc là người sử dụng lao động phải có thông tin tuyên truyền giáo dục về an toàn vệ sinh lao động, phải cung cấp đầy đủ các cái thông tin về các cái mối nguy hiểm có hại tại nơi làm việc để cho người lao động biết để phòng ngừa hạn chế các rủi ro trong quá trình hoạt động sản xuất. Các cái thông tin này phải được là công khai minh bạch và thông qua các cái loại hình ví dụ như là bản tin hoặc là các cái loa đài phát thanh ở trong doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp là khi xảy ra tai nạn lao động là giấu giếm, không phổ biến, không trao đổi cho các người làm việc ở trong khu vực, dẫn đến là những cái tai nạn nó vẫn có thể xảy ra, trong tai nạn tương tự vẫn có thể xảy ra và từ đó không có cái biện pháp phòng ngừa một cách có hiệu quả. Đối với cả về công tác về huấn luyện an toàn vệ sinh lao động thì được thực hiện theo điều 14 luật an toàn vệ sinh lao động. Thì đối với cả cái quy định về huấn luyện an toàn vệ sinh lao động này, ngoài cái quy định của luật điều 14 của luật an toàn vệ sinh lao động thì sẽ có cái hướng dẫn ở nghị định 44 năm 2016 và cái nghị định 140 quy định rất là chi tiết về cái việc thực hiện công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Ở đây các thầy các cô cũng là những người gọi là trực tiếp tham gia về huấn luyện về công tác an toàn vệ sinh lao động thì cũng sẽ nắm rõ được cái gọi là cái vai trò trong cái công tác huấn luyện này, để từ đó nâng cao nhận thức cho người lao động cũng như người sử dụng lao động thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn. Đối với cả về thực hiện cái huấn luyện an toàn vệ sinh lao động như phần đầu tôi có trao đổi thì chúng ta cần phải cân nhắc các bài giảng phục vụ cho các đối tượng lao động, đối tượng được huấn luyện. Hiện nay theo quy định của chúng ta thì có tổng số là 6 nhóm đối tượng cần được tổ chức huấn luyện tại doanh nghiệp. Nhóm thứ nhất đó là nhóm về người sử dụng lao động. Nhóm thứ hai thực hiện đó là người làm về công tác an toàn vệ sinh lao động. Và nhóm thứ ba là nhóm người làm về các cái có nguy cơ cao về an toàn vệ sinh lao động. Và cái điều này được thực hiện quy định ở trong cái chi tiết ở trong cái thông tư 06 năm 2020 quy định 32 cái ngành cái công việc, quy định 32 cái công việc mà có yêu cầu nghiêm ngặt, nguy hiểm, bắt buộc phải thực hiện ở huấn luyện ở theo nhóm 3 này. Trước đây thì là thực hiện ở trong theo cái quy định của thông tư 13 quy định đối với cả cái danh mục các cái nghề có yêu cầu nghiêm ngặt này là chỉ có 17 ngành nghề công việc. Thì đến năm 2020 thì được ban hành theo thông tư 06
năm 2020 thì quy định nâng lên là 32 ngành nghề. Ở đây thì có một cái nội dung là rất là quan trọng. Tôi cũng đã tham gia đánh giá rất là nhiều các doanh nghiệp thì thấy cái việc mà tổ chức huấn luyện phân loại đối tượng huấn luyện là chưa phù hợp, chưa đúng các cái yêu cầu của pháp luật. Nhiều trường hợp là coi như là lấy cái ông gọi là làm về văn phòng cũng đẩy lên là huấn luyện nhóm 3, nên thành ra nó cũng sẽ là chưa phù hợp. Do đó thì các anh em, các thầy cô làm công tác huấn luyện này trước khi gọi là trao đổi với cả các cái doanh nghiệp thì cũng nên hướng dẫn cho họ để phân loại các cái đối tượng nhóm huấn luyện một cách chính xác để từ đó giúp cho cơ sở là thực hiện tuân thủ đúng các yêu cầu pháp luật cũng như là cái việc của mình đánh giá lựa chọn được là ngành nghề cụ thể của cái doanh nghiệp đấy có những ngành nghề đối tượng như thế nào để từ đó chúng ta thiết kế các bài giảng cũng như các nội dung của bài giảng làm sao cho nó phù hợp với loại hình của hoạt động sản xuất và mang tính thực tiễn trong hoạt động này. Ngoài nhóm 3 thì chúng ta sẽ có nhóm 4 là những cái lao động thông thường còn lại, đúng không ạ? Nhóm 5 là nhóm người làm về công tác về y tế cơ quan. Nhóm 6 là nhóm về làm về mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Tức là cái nhóm mạng lưới an toàn vệ sinh viên này là sẽ do từ các cái người làm từ ở từng tổ đội. Có thể công việc đấy là người làm ở nhóm 3, có thể là làm ở nhóm 4, vân vân. Thì chúng ta sẽ phải tổ chức huấn luyện thêm theo yêu cầu là huấn luyện thêm 4 giờ về nghiệp vụ về mạng lưới an toàn vệ sinh viên, hoạt động về mạng lưới an toàn vệ sinh viên này. Thì đấy là cái nhóm 6. Thì vừa rồi thì tôi đã trao đổi với cả các anh chị là 6 cái nhóm huấn luyện để chúng ta phân định một cách rõ ràng. Từ đó trong quá trình mà chúng ta giảng dạy, chúng ta sẽ có cái kế hoạch cũng như là tư vấn cho doanh nghiệp làm sao lựa chọn được cái phương thức huấn luyện tuân thủ theo các yêu cầu của pháp luật. Một nội dung tiếp theo tôi xin phép được trao đổi đối với cả các anh các chị đó là về cái hoạt động về kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động, kỹ thuật an toàn về vệ sinh lao động. Đối với cả các hoạt động về kỹ thuật an toàn về vệ sinh lao động này thuần túy chủ yếu mang tính chất về gọi là kỹ thuật để đưa ra được đưa ra được các giải pháp đảm bảo về kỹ thuật trong việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, bao gồm có các hoạt động theo quy định của pháp luật, đó là các hoạt động về kiểm định các máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn trước khi đưa vào sử dụng và trong quá trình sử dụng như thế nào. Tiếp theo nữa là xây dựng về nội quy, quy trình làm việc phối hợp, làm việc phù hợp với từng loại máy móc thiết bị. Và cuối cùng đó là cái việc là xây dựng các cái bảng chỉ dẫn, hướng dẫn về việc thực hiện các cái quy định đối với cả các yêu cầu về mặt kỹ thuật này. Trong các hoạt động về kiểm định kỹ thuật an toàn vệ sinh, kiểm định kỹ thuật an toàn thì chúng ta có thể kể đến đó là kiểm định các cái thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt. Các cái thiết bị nghiêm ngặt này thì được quy định theo từng bộ ngành. Mỗi bộ ngành thì nó sẽ có những cái loại phương tiện bảo vệ cá nhân được quản lý riêng. Ví dụ như là ở trong Bộ Lao động Thương binh Xã hội thì sẽ đã ban hành một cái danh mục các cái phương tiện bảo vệ cá nhân. Phương tiện bảo vệ cá nhân cũng là nằm ở trong cái này. Các cái thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt được thực hiện theo cái thông tư 36 năm 2019 thay thế cho cái thông tư 53 đấy về cái danh mục các cái thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt cần phải tiến hành là kiểm định kỹ thuật. Việc mình quá trình về kiểm định an toàn thì chúng ta cũng sẽ phải xem xét từ cái đối tượng dựa trên các quy định của pháp luật. Giả dụ đối với cả các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt, chúng ta có thể kể đến đó là về các cái thiết bị nâng chuyển như cầu trục, cần cầu, thang nâng, xe nâng, vân vân. Thiết bị áp lực chúng ta có thể kể đến như các cái thiết bị nồi hơi, máy nén khí, vân vân. Đấy. Thì qua quá trình mà chúng ta xác định được các cái đối tượng kiểm định này thì chúng ta sẽ tiến hành là thực hiện
quá trình đánh giá sự phù hợp dựa trên các cái đặc tính kỹ thuật của thiết bị và so sánh với các cái tiêu chuẩn quy chuẩn để từ đó kết luận là máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt này được gọi là có đảm bảo để đưa vào vận hành được sử dụng hay không. Việc quản lý các cái thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt này thì chúng ta sẽ phải tiến hành là hướng dẫn cho doanh nghiệp là lập các cái danh sách quản lý máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt phù hợp với các yêu cầu quy định hiện hành, đồng thời là tất cả các cái hồ sơ máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt này phải được gọi là quản lý, được lưu trữ một cách có hệ thống, ghi chép đầy đủ tất cả các đặc tính cũng như là các cái quá trình về hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng vân vân. Tiếp theo nữa là các cái thiết bị này thì sẽ phải được tiến hành là làm sao ạ? Khai báo thì sẽ tiến hành là khai báo là lần đầu trước khi đưa vào sử dụng và khai báo định kỳ cho theo quy định. Các cái thiết bị này sau quá trình là đánh giá sự phù hợp này thì sẽ được tiến hành là chứng nhận đảm bảo về điều kiện để được vận hành. Thì trên đây là một cái mã gọi là tem để chúng ta có thể lấy tem kiểm định về các cái gọi là đối với cả các cái thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt. Đây là tem có quy định, chúng ta có thể nhìn thấy rõ là tên của sản phẩm, mã hiệu của sản phẩm, ngày kiểm định và ngày có hiệu lực, đúng không ạ? Thế cái các cái tem này sẽ được làm sao ạ? Phải được dán trên các cái thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt để mục đích là làm sao? Để mục đích để cho người vận hành biết được là cái máy thiết bị đấy nó còn có là sao? Nó còn có đảm bảo về vấn đề an toàn hay không, đúng không ạ? Các anh chị có thể thấy như là cách đây khoảng mấy hôm trên TV có rất nhiều trường hợp là đưa cái thông tin như là cái tem kiểm định cho cái trạm cột xăng đấy, cột xăng trên có dán tem kiểm định nhưng mà cái ngày không có, đúng không? Thế thì cái người sử dụng không bao giờ, người vận hành, người sử dụng sẽ không bao giờ biết được là làm sao cái máy thiết bị đấy nó còn có đảm bảo về vấn đề an toàn hay không, đúng không? Có đảm bảo về gọi là tính chính xác hay không, vân vân. Đấy thì cái yêu cầu đối với cả các cái thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt này, ngoài cái việc quản lý ở trên các cái phòng là danh mục hồ sơ của từng máy thiết bị được lưu trữ, thì tại mỗi máy thiết bị phải có được dán tem kiểm định để cho người vận hành biết. Và người vận hành các cái thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt này phải được có thực hiện qua đào tạo nghề và được huấn luyện về công tác an toàn vệ sinh lao động theo nhóm 3. Anh chú ý việc như vậy. Một nội dung nữa xin phép được trình bày ở trong cái việc công tác quản lý về công tác an toàn vệ sinh lao động, thì đó là cái việc mà chúng ta sẽ phải xem xét về việc là xây dựng các cái phương án ứng cứu khẩn cấp. Đây là một cái nội dung mà trước đây chúng ta chỉ thấy là cơ bản ở trong cái hoạt động của ứng cứu sự cố của hóa chất, đúng không ạ? Hoặc là ứng cứu trong các hoạt động về phòng cháy chữa cháy, thì quy định hiện nay đối với cả cái phương án phòng cứu chữa cháy ứng cứu khẩn cấp này thì được quy định ở rất là chi tiết ở trong cái điều 78 của điều 78, điều 79 của luật an toàn vệ sinh lao động quy định. Trong quá trình chúng ta hướng dẫn hoặc là huấn luyện anh em làm việc thì chúng ta cũng có thể đề cập đến cái việc là xây dựng cách thức xây dựng ở các cái việc quản lý ứng cứu khẩn cấp này. Các phương án ứng cứu khẩn cấp này thì chúng ta sẽ phải là xây dựng các cái tình huống giả định. Trong cái tình huống giả định, ví dụ như tình huống giả định bị là điện giật chẳng hạn, bị sập đổ nhà xưởng chẳng hạn, vân vân, thì chúng ta sẽ xây dựng các cái tình huống giả định và sau đó là dự báo được là các cái khả năng xảy ra. Sau đó trong cái phương án ứng cứu này chúng ta sẽ có các cái hoạt động về phân công nhiệm vụ của từng bộ phận chức năng, vân vân, và các cái công cụ dụng cụ cứu hộ cứu nạn cũng được quy định ở trong này. Và cái phương án này cũng sẽ phải đề cập đến vấn đề đào tạo diễn tập
có kết hợp giữa các cái việc là ứng cứu bên ngoài, giả dụ như là trên các cái bản hướng dẫn thì chúng ta có các cái sơ đồ sơ cứu, ứng cứu, số điện thoại liên hệ bên ngoài vân vân. Trách nhiệm thì cái nội dung này thì các chị có thể nghiên cứu thêm và được quy định khá là chi tiết ở trong cái điều 72 của Luật An toàn vệ sinh lao động. Thì chúng ta có thể đây là một cái nội dung mà sau này các anh có thể là trong quá trình cái bài sát hạch ấy, bài sát hạch các anh cũng có thể là sát hạch để giảng viên cuối khóa các anh cũng thể trình bày những cái nội dung như thế này cũng được. Ngoài ra thì chúng ta có thể trong cái hoạt động quản lý thì về công tác an toàn vệ sinh lao động thì sẽ tiến hành việc quan trắc môi trường lao động vân vân. Quan trắc môi trường lao động thì chúng ta chú ý là cái việc này là quan trắc môi trường lao động chứ không phải là quan trắc đánh giá theo DTM đấy. Môi trường lao động tức là đo đạc các yếu tố kiểm soát các mối nguy hại mà là ở trong hoạt động sản xuất tại nơi vị trí làm việc, và các cái mối nguy hại này có thể là tác động trực tiếp dẫn đến là bệnh nghề nghiệp hoặc là có thể là tai nạn nếu mà gây ra cấp tính đối với cả người lao động. Thì cái này nó được thực hiện là theo các quy định của giả dụ như là cái thông tư 19 của Bộ Y tế quy định rất là rõ về việc là chúng ta sẽ phải thực hiện như thế nào, lập hồ sơ về vệ sinh lao động như thế nào. Tiếp theo nữa là các cái kiểm soát các yếu tố, đo đạc các yếu tố như nào, tần suất như thế nào. Thì những cái nội dung này thì về sau tiến sĩ bác sĩ Vũ Xuân Trung có thể sẽ trình bày chi tiết hơn. Một nội dung tiếp theo tôi xin phép được trình bày đó là về công tác kiểm tra và tự kiểm tra. Cái nội dung này được thực hiện là khá là chi tiết, hướng dẫn khá chi tiết thực hiện trong cái thông tư 07 năm 2016 quy định về cách thức kiểm tra và cái việc nội dung kiểm tra như thế nào. Thì chúng ta chú ý trong các quá trình kiểm tra thì chúng ta sẽ phải đầy đủ bao gồm các cái nội dung, ví dụ như là kiểm tra các hồ sơ tài liệu liên quan, thực hiện các cái tiêu chuẩn quy chuẩn vân vân, kiểm tra về các kế hoạch, kiểm tra về thực trạng và đánh giá thực trạng vân vân của công tác kiểm tra. Với các cái tần suất thì chúng ta có thể thấy được là tần suất kiểm tra được thực hiện hình thức bao gồm có là kiểm tra định kỳ ở doanh nghiệp thì chúng ta theo quy định là phải 6 tháng một lần, 6 tháng một năm một lần, và cấp phân xưởng thì là kiểm tra 3 tháng một lần. Hoặc là các hình thức kiểm tra chuyên đề, giả dụ như là chuyên đề về an toàn điện chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có các hình thức giả dụ như là ngày hôm nay chúng ta sẽ chỉ kiểm tra về các nội dung về an toàn điện vân vân. Hoặc là các hình thức kiểm tra khác bao gồm có kiểm tra về sau các đợt nghỉ sản xuất dài ngày, hoặc là sau các cái mùa mưa bão, hoặc là sau các sự cố kỹ thuật thì chúng ta cũng sẽ tiến hành kiểm tra lại. Đặc biệt là trong cái mùa Covid này thì chúng ta cũng sẽ phải để ý đến cái việc là giả dụ như là cái hoạt động kiểm soát, kiểm tra sau các đợt nghỉ dài ngày. Bên đơn vị Viện An toàn Vệ sinh Lao động của chúng tôi thì cũng đang xây dựng một cái nhiệm vụ, đó là việc là triển khai thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp sau khi tái sản xuất khi mà bị hậu Covid ấy. Các anh thấy là trong thời gian vừa qua thì rất là nhiều các cái doanh nghiệp mà phải dừng hoạt động sản xuất thì khi mà tái hoạt động sản xuất này thì sẽ dẫn đến là có các nguy cơ rất là lớn liên quan đến máy móc, thiết bị, công nghệ, trình độ tay nghề lâu ngày không được gọi là vận hành nữa, vân vân, thì dẫn đến các cái tai nạn. Thì đấy là sau này thì chúng tôi sẽ xây dựng một cái bộ tài liệu hướng dẫn cho tổng số là 10 ngành nghề để từ đó có thể là phổ biến bằng dạng là điện tử cũng như là bản giấy đến các anh chị. Lúc này thì các anh chị giảng viên có thể tham khảo các cái hướng dẫn đó để có thể trong quá trình đi giảng dạy thì chúng ta cũng có thể là hỗ trợ doanh nghiệp, trao đổi thêm với cả doanh nghiệp trong cái việc thực hiện các quy định như vậy cho nó phù hợp
đảm bảo về vấn đề an toàn vệ sinh lao động. Tiếp theo nữa là về cái nội dung về thống kê báo cáo sơ kết về công tác an toàn vệ sinh lao động. Thì ở đây thì chúng ta có thể thấy là các cái hoạt động về quản lý công tác an toàn vệ sinh lao động, thì mục nội dung về thống kê báo cáo sơ kết là một nội dung rất là quan trọng để từ đó chúng ta nhìn lại và chúng ta đánh giá lại được các kết quả của chúng ta đã thực hiện như thế nào, để từ đó chúng ta có thể là có những cái kế hoạch định hướng cho thời gian tiếp theo, để từ đó chúng ta đưa ra được những cái lựa chọn tối ưu, lựa chọn các nguồn lực để nhằm vào những cái tồn tại mà nổi cộm mà để triển khai nó một cách có hiệu quả nhất. Ví dụ như chúng ta thống kê về tai nạn lao động chẳng hạn, thì thấy trong một năm thì số lượng tai nạn lao động nó được thể hiện, nó đa phần nó lại rơi vào vấn đề về an toàn điện chẳng hạn. Thế thì cái kế hoạch của chúng ta sẽ là làm sao chúng ta năm tiếp theo chúng ta sẽ phải tập trung nhằm vào là cải tiến, đưa ra các giải pháp để giảm thiểu về vấn đề về tai nạn trong điện, đúng không ạ? Đấy. Công tác thống kê báo cáo và sơ kết tổng kết này thì cũng có một cái ý nghĩa là chúng ta qua quá trình thống kê, sơ kết báo cáo tổng kết này thì chúng ta sẽ tuyên dương, khen thưởng đối với cả những cá nhân cũng như là các cái tổ đội hay là phân xưởng thực hiện tốt các điều này, để từ đó khuyến khích, để động viên người lao động cũng như là các cái tổ chức thực hiện cái công tác an toàn vệ sinh lao động ngày càng tốt hơn. Đối với cả cái hoạt động về báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động này thì chúng ta có thể thấy theo quy định của pháp luật, đối với cả một doanh nghiệp thì sẽ phải tiến hành là báo cáo các cái hoạt động như sau. Thứ nhất, đó là báo cáo về công tác thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, báo cáo một năm một lần lên Sở Lao động Thương binh Xã hội tại gọi là địa phương đấy. Tiếp theo nữa là báo cáo về gọi là tình hình tai nạn lao động, theo yêu cầu là báo cáo là định kỳ 6 tháng một lần, 6 tháng một lần. Tiếp theo nữa là cái hình thức báo cáo về gọi là thực hiện về vệ sinh lao động thì báo cáo cho Sở Y tế, Sở Y tế thì cũng định kỳ là 6 tháng một lần. Ngoài ra còn có cái báo cáo về gọi là thực hiện các cái kiểm định hay là sử dụng cái thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về công tác nghiêm ngặt, thì cái này cũng sẽ được định kỳ báo cáo 6 tháng một lần. Đấy, thì trên đây là một số các cái yêu cầu về mặt hoạt động tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại một doanh nghiệp về cơ bản là như vậy. Ngoài ra thì cũng có thêm các cái nội dung trong các đặc thù cụ thể thì các anh chị có thể bổ sung và có thể trình bày thêm. Phần tiếp theo tôi xin phép được trình bày một cái nội dung, đó là việc là thực hiện cái công tác là khai báo điều tra tai nạn lao động, khai báo điều tra tai nạn lao động. Đây là một cái nội dung mà rất là quan trọng trong cái hoạt động về để thực hiện tuân thủ theo các yêu cầu pháp luật mà nhiều đơn vị còn đang lúng túng trong việc thực hiện triển khai này. Qua cái việc mà chúng ta là giảng viên, chúng ta hướng dẫn với doanh nghiệp để cho doanh nghiệp có những cái chủ động trong việc nếu chẳng may xảy ra các cái tai nạn lao động thì cái cách thức trình tự để thực hiện như thế nào cho đúng chuẩn là một cái yêu cầu mà hết sức quan trọng. Về nguyên tắc, khi tai nạn lao động xảy ra thì chúng ta sẽ phải bao gồm thực hiện đầy đủ bốn cái nội dung, đó là khai báo, tiếp theo đó là về điều tra, thống kê và báo cáo. Đối với cả các hoạt động về khai báo thì chúng ta có thể thấy được là thực hiện theo các quy định rất chi tiết ở trong cái điều 34, 37 của luật an toàn vệ sinh lao động. Đối với cả tất cả các cái trường hợp mà từ một ngày nghỉ một lao động nghỉ một ngày trở lên cũng đều được phải được là thống kê báo cáo và được ghi chép một cách đầy đủ trong các cái quy định. Việc khai báo tai nạn lao động thì chúng ta có thể thấy rõ được là khi tai nạn lao động xảy ra, người bị tai nạn hoặc là người biết sự việc phải báo cáo ngay với người sử dụng lao động được biết, đúng không ạ?
và tai nạn lao động chết người hoặc tai nạn lao động nặng bị từ 2 người trở lên hoặc sự cố nghiêm trọng thì làm sao ạ? Phải tiến hành là báo cáo với địa phương, ở địa phương đó. Thì chúng ta sẽ thấy là khi tai nạn lao động xảy ra thì người bị tai nạn hoặc người biết sự việc phải báo cáo với người người sử dụng lao động để làm sao? Để chúng ta kịp thời tiến hành các cái thủ tục, giả dụ như là giữ hiện trường, thành lập các đoàn điều tra tai nạn lao động để xác định nguyên nhân, để từ đó đưa ra các cái giải pháp tiếp theo. Còn đối với cả những cái trường hợp mà tai nạn lao động mà chết người hoặc bị từ 2 người bị nặng trở lên thì sẽ phải báo cáo ngay với địa phương. Ở đây sẽ báo cáo theo hình thức như sau. Đối với cả tai nạn lao động mà nặng từ 2 người đổ lên thì chúng ta sẽ phải tiến hành là báo cáo cho thanh tra lao động địa phương và sở lao động thương binh xã hội tại địa phương đó. Còn nếu như là có trường hợp mà tai nạn lao động mà chết người chẳng hạn thì phải báo cáo thêm cho là công an địa phương ở xã huyện đấy, để cùng tham gia về. Sau đó thì sẽ cơ quan chức năng nhà nước là trực tiếp, đó là bên sở lao động thương binh xã hội ra quyết định thành lập đoàn điều tra để từ đó đến tiến hành điều tra xác định nguyên nhân, vân vân. Ở đây thì có một cái nội dung mà tôi xin phép là có trao đổi thêm, đó là khi mà sự cố về tai nạn lao động mà nặng thì ngoài cái việc là báo cáo cho sở lao động thương binh xã hội, tức là cái người mà làm thanh tra đấy, thanh tra của sở lao động thương binh xã hội, thì đối với một số cái ngành nghề có tính đặc thù thì chúng ta cũng sẽ phải là tiến hành là báo cáo cho cái ngành dọc của mình, chức năng ngành dọc, ví dụ như là trong các cái hoạt động về lực lượng quốc phòng chẳng hạn, lực lượng về đấy thì sẽ phải tiến hành đấy, hoặc là các cái ngành nghề mà liên quan đến là phóng xạ, ngành nghề liên quan đến thăm dò khai thác dầu khí vân vân, hoặc là các ngành nghề mà giao thông vận tải chẳng hạn, thì chúng ta cũng sẽ phải cái đơn vị đấy cũng ngoài việc báo cho sở lao động thương binh xã hội tại địa phương còn phải báo theo cái ngành dọc như vậy. Rồi nữa về trong cái tai nạn lao động thì chúng ta có thể thấy rõ là tai nạn lao động là tai nạn theo định nghĩa là tai nạn mà xảy ra tại nơi làm việc, đúng không ạ, gây bất kỳ tổn thương một bộ phận chức năng nào của cơ thể người lao động. Ngoài ra thì tai nạn lao động thì được coi để trước bây giờ thì là cái tai nạn lao động được coi là tai nạn lao động khi trong trường hợp là tham gia giao thông. Thì trong quá trình giảng dạy thì các anh có thể trao đổi chi tiết thêm cái trường hợp này, tai nạn mà trong khu vực làm việc tại cơ quan công sở vân vân thì cái đấy nó rõ rồi, nhưng cái tai nạn về khi tham gia giao thông là một cái loại hình mà rất là đặc thù, và chúng ta cần phải hướng dẫn cho doanh nghiệp biết để từ đó doanh nghiệp có những cái phương án xử lý nó chuẩn mực hơn. Ở đây tai nạn khi tham gia giao thông thì chúng ta sẽ phải được xác định được coi là tai nạn lao động là như thế nào ạ? Là trên đường đi làm và đi về, đúng không? Tại theo tuyến đường và cung đường gọi là làm sao ạ? Hợp lý, đúng không ạ? Cung đường hợp lý. Không thể nào mà giả dụ như là từ nhà anh là từ nhà ở địa điểm A đến cơ quan là điểm B, nhưng buổi sáng hôm đó anh lại đi vòng cái qua một cái con đường khác, đi vòng qua điểm C. Tôi đi ăn sáng qua điểm C, tôi mới quay lại để mà điểm B để làm việc. Và trong quá trình từ điểm A đến điểm C tôi bị tai nạn chẳng hạn, thì đấy cũng không được coi là tai nạn lao động. Đấy. Vừa rồi thì cũng tôi cũng có trao đổi và làm việc với cả một số các cái doanh nghiệp về các cái trường hợp đối với cả các cái trường hợp tai nạn lao động trong tham gia giao thông này. Cũng có ví dụ như có một cái trường hợp như thế này. Có một anh làm việc ở một cái đơn vị
mà cái thời mà vẫn còn làm cái đường đường năm đấy, đường đường năm. Thế thì khi mà khi điều tra tai nạn lao động thì làm sao thấy là bị tai nạn lao động trên tuyến đường đi về nhà thì là rõ là đường năm, đường năm. Nhưng khi xác định lại là cuối cùng là ông ấy là đi không phải là trên tuyến đường năm, và ông ấy không cái đường đường năm làm ấy, thì nó sẽ có cái đường gom và đường đang đang thi công, đang thi công. Thế thì ông ấy làm về, ông muốn là đi nhanh, ông ấy phi thẳng phát vào trong cái quãng cung đường đang thi công để ông đi về, và chẳng may đâm vào, lao vào cái hàng rào của người ta và dẫn đến tai nạn. Thì đấy là chúng ta sẽ thấy đó là vi phạm về cái việc là ông đi vào cái công trường đang thi công, đúng không ạ? Không phải là tuyến đường hợp lý, đúng không ạ? Tuyến đường hợp lý là ông phải đi vào là cái đường gom để ông đi về nhà, đúng không? Thế do đó khi điều tra tai nạn lao động thì cũng phải xác định được là cái địa điểm như thế nào xảy ra để chúng ta xác định được là nguyên nhân. Đối với cả các cái trường hợp tai nạn mà trên đường đi làm này được coi là tai nạn khi đầy đủ các cái giấy tờ sau. Ở đây sẽ có ba cái loại giấy tờ để xác định là cái tai nạn trên đường, bao gồm có là biên bản khám nghiệm và hồ sơ hiện trường. Hồ sơ hiện trường hoặc các anh các chị chú ý cái từ hoặc này, hoặc là biên bản điều tra tai nạn giao thông, hoặc là giấy xác nhận bị tai nạn của công an cấp xã phường thị trấn nơi xảy ra tai nạn để cung cấp cho đoàn điều tra. Ở đây chúng ta sẽ thấy là từ hoặc này, tại vì trước đây thì khi điều tra tai nạn lao động đối với cả những cái trường hợp mà tai nạn đi làm trên đường đi làm này thì phải yêu cầu là làm sao phải có biên bản điều tra của tai nạn giao thông, được không ạ? Điều tra của tai nạn giao thông thì căn cứ vào đấy mới là làm sao để xác định. Tuy nhiên cái việc mà trong nhiều trường hợp thì xác định được cái lấy được cái biên bản điều tra tai nạn giao thông này là khá là khó, đúng không? Khá là khó, thì trong luật nó quy định là chúng ta có thể thực hiện vận dụng bằng các cái loại giấy tờ khác để từ đó làm căn cứ để ra gọi là thành biên bản điều tra tai nạn lao động, để từ đó cho người xác định được là chế độ cho người bị tai nạn. Đối với cả cái hoạt động về điều tra tai nạn lao động này thì chúng ta có thể thấy rõ là về thời gian để thực hiện cho cái việc điều tra quy định rất là chi tiết ở cái khoản 6 điều 35 của luật an toàn vệ sinh lao động. Tức là đối với cả các cái vụ tai nạn lao động nhẹ là không được quá 4 ngày, tai nạn lao động mà nặng một người thì không được quá 7 ngày, và không quá 20 ngày đối với tai nạn lao động nặng từ 2 người trở lên. Thì đấy là những cái quy định về thời hạn. Thì chúng ta sẽ trong quá trình giảng dạy về công tác an toàn vệ sinh lao động này, đặc biệt là giảng dạy hướng dẫn cho cái nhóm nhóm 2 đấy ạ, và nhóm người sử dụng lao động, thì chúng ta cũng sẽ hướng dẫn cho người cho nhóm 1, nhóm 2 này các cái trình tự, các cái thủ tục như vậy để người ta vận hành, người ta vận dụng đúng. Chứ không thì lại giả dụ tai nạn lao động xảy ra từ ngày bao nhiêu, ngày mùng 1 bị nhẹ chẳng hạn, nhưng đến tận khi biên bản ban hành ra đến tận là ngày mùng 10 chẳng hạn, thì lúc đấy là cũng là trái với cả quy định, đúng không ạ? Đấy thì anh có thể thấy là và lúc đấy có thể là dẫn đến cái việc là cái biên bản điều tra tai nạn lao động nó không còn là tính pháp lý nữa. Trách nhiệm của người sử dụng lao động, trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với cả khi xảy ra tai nạn lao động thì chúng ta có thể thấy rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động khi để xảy ra tai nạn lao động này, quy định rất là rõ ở điều 38 luật an toàn vệ sinh lao động và điều 18 của nghị định 39. Quy định đầu tiên chúng ta có thể phải thấy rõ đó là cái hoạt động về sơ cấp cứu, bắt buộc phải tiến hành là sơ cấp cứu. Khai báo như vừa rồi tôi có trao đổi, đó là cái việc là khai báo là ngay khi mà nếu như có cái tai nạn lao động nặng từ 2 người đổ lên và tai nạn lao động chết người, đúng không? Và tiếp theo nữa đó là việc giữ nguyên hiện trường, cung cấp thông tin điều tra tai nạn lao động đối với cả người sử dụng lao động thì sẽ được tiến hành là tự điều tra tai nạn lao động đối với trường hợp lao động là nhẹ và trường hợp lao động tai nạn lao động nặng một người bị tổn thương,
thì người sử dụng lao động được quyền là thành lập đoàn điều tra và tiến hành đoàn điều tra. Còn đối với cả những tai nạn lao động mà có từ 2 người đổ lên và tai nạn chết người thì cái việc thành lập đoàn điều tra này thì sẽ do là Sở Lao động Thương binh Xã hội tại địa phương tiến hành điều tra. Tiếp theo nữa là các hoạt động về công bố, thông báo thông tin cũng như là phải chịu trách nhiệm về thanh toán chi phí và trả lương cũng như khắc phục các cái hậu quả trong các cái hoạt động về khi hậu quả khi tai nạn xảy ra. Ở đây đối với cả các trường hợp tai nạn lao động thì chúng ta có thể thấy cái hoạt động về giữ nguyên hiện trường là một cái yêu cầu rất là quan trọng để chúng ta xác định được rõ nguyên nhân gây ra tai nạn lao động. Tôi đã từng gọi là tham gia một cái hoạt động về điều tra tai nạn của một doanh nghiệp. Tức là cái anh này anh khi làm việc anh ấy được giao làm việc buổi ca đêm. Thế thì anh ấy đi đến làm việc ở một cái vị trí đấy có một cái máy, có một cái nồi hơi. Trong quá trình làm việc thì nó có thể nó phát sinh ra các cái chất gọi là các cái chất khí có thể gây ra ngạt, ngất, chết, đúng không? Làm buổi đêm, sau đấy thì buổi sáng ngày hôm sau thì coi như là phát hiện ra cái trường hợp là anh ấy nằm, anh cong keo, anh chết. Anh nằm chết ở vị trí đấy. Thế thì khi mà tiến hành đoàn điều tra và không chụp ảnh, không giữ lại hiện trường, cuối cùng là đưa đi là sơ cấp cứu, đưa đi bệnh viện và xác định là chết trước khi đưa vào bệnh viện. Sau đó thì công an tiến hành điều tra và đến xác nhận lại hiện trường. Thì qua quá trình xác nhận lại hiện trường thì lại không còn dấu vết gì cả. Thế thì sẽ không xác định được là tại thời điểm đấy anh chết dạng như thế nào, yếu tố nguy cơ tác động đến anh như thế nào. Nhưng mà rất may sau một thời gian thì tự nhiên lại cái mạng Zalo ấy, hai anh ạ, cái mạng Zalo nó rất là thuận tiện. Tuy nhiên là nó cũng có những cái gọi là mặt trái, mặt không trái. Nó lại đưa lên một cái ảnh. Nó đưa lên một cái ảnh là đúng ngày giờ hôm đấy là anh ấy đang nằm, anh máy ho, anh đang ngủ ở trên cái tháp mà coi như là có cái nồi hơi đấy hoạt động. Tức là buổi đêm ông ấy là không làm việc, ông ấy mò lên vị trí đấy, ông nằm ông ngủ. Thế thì khi ngủ ở vị trí đấy là dẫn đến là bị ngạt và dẫn đến là có thể bị nguy cơ về chết. Đấy. Thì cái việc mà giữ nguyên hiện trường là cũng như vậy. Và trong cái vụ tai nạn đấy thì lại còn rất là nhiều trường hợp, giả dụ như là về trách nhiệm của cái người mà tham gia, trách nhiệm của người lao động khi xảy ra tai nạn cũng như là trách nhiệm của cái người mà lấy chứng cứ khai báo ấy. Có nhiều ông là gọi là thương bạn cùng đã khai báo là ông ấy đến đấy, ông ấy đang gọi là làm ở vị trí đấy và ông bị ngất. Nhưng cuối cùng là từ cái ảnh đấy thì lại xác định là cuối cùng là ông ấy là ngủ, ông ấy bị liệm đi và cuối cùng ông bị cảm hoặc là bị ngạt khí và ông ấy chết. Đấy, thì các anh thấy. Và qua đó thì cái việc mà làm sao, cái trách nhiệm của cái người mà khai báo, người mà làm chứng cũng rất là quan trọng trong cái hoạt động này. Về việc đoàn điều tra tai nạn lao động thì chúng ta có thể thấy là đoàn điều tra tai nạn lao động thì sẽ bao gồm các cái thành phần như sau. Thứ nhất là người sử dụng lao động hoặc người được ủy quyền bằng văn bản làm trưởng đoàn. Tiếp theo nữa là đại diện của ban chấp hành công đoàn cơ sở làm thành viên, người làm công tác an toàn vệ sinh lao động làm thành viên, cán bộ y tế cơ sở làm thành viên và các thành viên khác nếu có, nếu thấy cần thiết, tức là tổ trưởng vân vân, hay là quản đốc, hay là người trực tiếp quản lý ở đấy, hoặc là những người làm chứng vân vân thì cũng có thể tham gia được trong các cái này. Và cái thành lập cái đoàn điều tra này thì như vừa rồi tôi có trình bày, đối với cả tai nạn lao động mà có người mà bị gọi là từ một người bị nặng hoặc là tai nạn lao động nhẹ thì người sử dụng lao động tại cơ sở đấy được quyền ra quyết định thành lập đoàn điều tra và tiến hành là điều tra tai nạn lao động để xác định nguyên nhân vân vân. Còn nếu mà trên từ 2 người đổ lên thì chúng ta sẽ tai nạn nặng trở lên thì sẽ phải là báo cáo ngay cho cơ quan chức năng địa phương để cơ quan chức năng địa phương
thành lập đoàn điều tra hoặc là có thể ủy quyền cho cơ sở điều tra. Các bước điều tra tai nạn lao động thì chúng ta có thể thấy đó là việc là các bước chuẩn bị bao gồm có thành lập đoàn điều tra, chuẩn bị đoàn điều tra, các bước về tiến hành đó là thu thập, chọn lọc chứng cứ, khám nghiệm hiện trường, hồ sơ vật chứng, lấy lời khai nhân chứng và có thể là tiến hành giám định pháp y và các bước về mặt kỹ thuật để xác định được là diễn biến của vụ tai nạn, cũng như là xác định được nguyên nhân và từ đó đề xuất được ra các cái biện pháp khắc phục phòng ngừa để cuối cùng đó là việc chốt lập biên bản. Lập biên bản khi biên bản này thì cũng phải được thông qua cuộc họp và được lưu trữ trong lưu trữ các cái hồ sơ về tai nạn lao động. Thì theo quy định đối với cả các cái hồ sơ về lưu trữ về hồ sơ tai nạn lao động này thì nếu như người lao động còn làm tại tại đơn vị thì sẽ phải được lưu trữ trong suốt thời gian người ta làm, và nếu như chuyển thì cũng phải được lưu trữ tối thiểu là 10 năm. Và mỗi vụ tai nạn đối với một người thì đều sẽ, tức là một người bị xảy ra nhiều vụ tai nạn thì mỗi vụ tai nạn đều phải lập riêng các cái. Tiếp theo là một số các hành vi bị cấm, đó là cái việc là cấm che giấu, khai báo và báo cáo sai sự thật về tai nạn lao động của bệnh nghiệp. Thì cái này, nội dung này cơ bản là rất là phổ biến, đúng không ạ? Phổ biến trong các cái doanh nghiệp vì họ làm sao thành tích là một, thứ hai là sợ. Thế việc là báo cáo cái thứ là rất rất là hạn chế. Nhưng tuy nhiên thì đối với cả những cái tai nạn mà bây giờ hiện nay tai nạn lao động chết người ấy, thì cái việc giấu là rất là khó. Vì khi đưa đến các cái y tế thì cũng sẽ phải xác định các nguyên nhân và có những cái thông báo ngay cho các cái cơ quan chức năng như là công an thì sẽ tiến hành các cái đoàn điều tra. Đấy. Tiếp theo nữa, buộc người lao động phải làm việc hoặc không được rời khỏi nơi làm việc khi có nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe người lao động, hoặc buộc người lao động tiếp tục làm việc khi nguy cơ chưa được khắc phục. Thì cái nội dung này anh thấy là rất rõ. Nó là vi phạm về cái gọi là cái quyền của người lao động, đúng không ạ? Và cái nội dung này cũng đã từng xảy ra cái vụ tai nạn sập giàn giáo ở Formosa đấy, đúng không ạ? Chết rất là nhiều người. Phần nội dung cuối cùng tôi xin phép được trình bày rất nhanh đối với cả các anh về một nội dung, đó là về các yếu tố nguy hiểm và các biện pháp phòng ngừa. Thì đối với cả các trong hoạt động sản xuất thì chúng ta có thể thấy các mối nguy nó dẫn đến là các mối nguy hiểm và mối nguy hại. Đối với cả mối nguy hiểm thì là dẫn đến các cái tổn thương, gây ra chấn thương cho cơ thể người lao động. Thì nội dung này thì tôi sẽ trình bày đối với cả các cái mảng về yếu tố nguy hại thì buổi tiếp theo anh tiến sĩ bác sĩ Vũ Xuân Trung sẽ trình bày chi tiết hơn, rõ hơn đối với cả các anh các chị. Đây là một cái nội dung mà chúng ta tôi chỉ nêu khái quát một số các cái mối nguy có thể xảy ra trong hoạt động sản xuất. Tuy nhiên tùy theo từng công việc đặc thù nó sẽ có những cái công việc có những cái mối nguy gọi là đặc thù riêng. Thì trong quá trình giảng dạy thì các anh có thể là lựa chọn phụ thuộc vào cái đối tượng giảng dạy của anh để anh lựa chọn các cái mối nguy hiểm trong hoạt động sản xuất cụ thể, để từ đó chúng ta nhắm đến cái tính thực tiễn của hoạt động. Đối với cả cái bản chất của cái hoạt động về nhận diện các mối nguy này thì chúng ta có thể thấy rõ là các cái mối nguy hiểm thì sẽ phải tồn tại ở trong một cái trong một cái phạm vi, một cái không gian nào đó, và con người nếu như tồn tại ở trong cái phạm vi không gian đó thì sẽ dẫn đến là các cái tình huống nguy hiểm và dẫn đến các cái tai nạn có thể xảy ra. Và cái vùng nguy hiểm này thì chúng ta cũng sẽ phải xác định là cái vùng mà các cái mối nguy hiểm đấy tồn tại, con người có thể tiếp cận được ở trong đó hay không, để từ đó chúng ta xác định được các cái giải pháp để giảm thiểu các nguy cơ rủi ro. Đối với cả các mối nguy hiểm thì chúng ta có thể thấy
kể đến là một số các loại mối nguy hiểm như đó là các mối nguy hiểm về các cái cơ cấu truyền chuyển động gây ra các chấn thương, đúng không? Các chấn thương, các cái mối nguy hiểm về nguồn nhiệt có thể gây ra là gọi là bỏng, đúng không? Gây ra bỏng. Mối nguy hiểm về điện có thể dẫn đến các cái nguy cơ về điện giật, mối nguy hiểm về rơi đổ sập hoặc là các cái mối nguy hiểm về văng bắn gây ra các cái chấn thương cũng như là nguy hiểm về nổ. Thì về cơ bản thì các mối nguy hiểm là được thực hiện là quy tụ bởi các cái nhóm như trên. Tuy nhiên trong những cái điều kiện cụ thể thì cũng có thể là có những cái mối nguy hiểm đặc thù thì các anh chị có thể nghiên cứu tìm hiểu thêm. Trên đây là tôi sẽ giới thiệu một số các cái mối nguy hiểm được ví dụ như là mối nguy hiểm về gọi là trong quá trình là các cơ cấu chuyển động dẫn đến quấn kẹp đấy. Vận hành băng tải đó. Khi mà có các nguy cơ về gọi là cuốn kẹp như vậy thì sẽ tiến hành là các biện pháp kỹ thuật phù hợp với từng cái mối nguy, ta có thể làm các cái bao che thật. Hoặc là các cái mối nguy hiểm chúng ta có thể nhìn thấy đây là sử dụng các máy tiện đấy ạ. Làm cuốn cả người vào máy đấy ạ. Mối nguy hiểm khi mà cắt này, đúng không? Gây ra chấn thương về gọi là tay. Các cái nguy hiểm về cuốn kẹp có thể dẫn đến đấy. Đây, giả dụ như trong trường hợp như thế này, vận hành các máy tiện này, các anh ấy chỉ có thể nhìn thấy đây đa phần là các em sinh viên, đúng không ạ? Đấy, thực tập chẳng hạn. Thế bây giờ các anh phân tích những cái hình ảnh như thế này, thì chúng ta xác định được là gọi là có thể tồn tại các nguyên nhân như thế nào dẫn đến tai nạn lao động, đúng không ạ? Để chúng ta hướng dẫn cho doanh nghiệp để chúng ta có các biện pháp phòng ngừa. Hoặc là các mối nguy về gọi là sử dụng các dụng cụ vật liệu và gây ra văng bắn. Các anh có thể nhìn thấy đây là sử dụng một cái gọi là cái máy thiết bị cầm tay, đúng không ạ? Không đảm bảo về an toàn có thể dẫn đến là các cái tai nạn, đúng không ạ? Thì trong cái bài mà giả dụ như là sát hạch đấy chẳng hạn, các anh có thể làm một cái báo cáo về cái việc là an toàn trong cái việc sử dụng cơ cấu thiết bị tay chẳng hạn, trình bày các hoạt động như này. Hoặc là nguy cơ về sập đổ, đúng không ạ? Và dẫn đến tai nạn này, các anh có thể nhìn thấy đây vụ sập đổ ví dụ như là ở cảng Thái Lân ấy, dẫn đến là có người chết ạ. Vì là sao? Vì quá trình sập đổ này là hôm đấy là coi như là theo thông báo là trong quá trình thi công lắp đặt thì có gió, là vận hành là gió đấy là cấp 6 dẫn đến là bị sụp đổ, và anh em vẫn đáng ra trong cái điều kiện đảm bảo không đảm bảo an toàn như thế thì sẽ dừng không thi công, tuy nhiên là vẫn nhảy lên làm hoạt động thi công và dẫn đến là sụp đổ và dẫn đến là 6 người chết. Đấy. Anh nhìn thấy là giả dụ những cái trường hợp mà bị sụp đổ, bị rơi, đúng không? May mắn cho anh này là gọi là trong những trường hợp như thế này là gọi là near accident đấy, đúng không? Thì cũng là suýt gây ra tai nạn. Thì trong những cái trường hợp như thế này chúng ta cũng sẽ phải đánh giá được các mối nguy có thể xảy ra, đúng không? Để phòng ngừa nếu chẳng may mà làm sao mà nó rơi thật vào người thì sẽ dẫn đến tai nạn rất là thảm khốc, đúng không ạ? Tai nạn rơi sập đổ, đây là thi công xây dựng đường trên cao đấy ạ. Bị vật đâm xuyên.
Tai nạn lao động trong quá trình về thi công đã cao. Đây cũng là một cái nội dung mà các anh có thể là trình bày trong các cái chuyên đề của mình, giả dụ như các mối nguy về đã cao và các biện pháp để phòng ngừa chẳng hạn các tai nạn có thể xảy ra. Đây là sử dụng là làm sao ạ? Cái tấm ván là coi như là không đảm bảo về yêu cầu kỹ thuật đúng không ạ? Tấm ván này có thể là bị làm sao là bối mọt, bị có mắt gỗ vân vân, không đảm bảo thì dẫn đến là khi đứng lên thì bị ngã giàn giáo. Thầy share lại cái màn hình cho nó không có cái vết gạch vậy. Thầy anh Tuấn share lại cái màn hình ấy thì nó sẽ không có cái vết gạch ở trên hai màn hình ạ. Dạ vâng anh bạn ạ. Nó có hai cái vết gạch ở trên màn hình ấy, thầy share lại cái slide là nó sẽ hết cái vết gạch ạ. À vâng, cảm ơn anh. Vâng.